các anh em. Đều tại Lưu Niệm bắt tôi già rồi, hồ đồ, bụi ông tay áo, đã liên lụy tới mọi người. Có lỗi với mọi người. Trại chủ, anh đừng trách bản thân. Chúng ta phải hận người Nhật. Người Nhật xâm chiếm Đông Bắc của chúng ta, xâm chiếm núi Tiểu Thanh của chúng ta. Nói hay lắm. Vốn định đưa mọi người rời khỏi nơi đất thị phi này, nhưng lại không tránh được tai họa này. Không ngờ rằng thế giới rộng lớn này lại không có nơi cho chúng ta nương tựa. Lưu Niệm bắt tôi không bảo vệ tốt cho mọi người. Trại chủ, mấy năm nay anh vẫn luôn chăm sóc cho chúng tôi. Tôi cảm ơn anh còn không kịp. Sao có thể trách anh đây? Hôm nay dù có phải chết, đầu thai chuyển kiếp, mấy anh em chúng ta đổi nơi khác tiếp tục chiến đấu. Đúng, tiếp tục chiến đấu. Dũng cảm lắm. Đúng là anh em của tôi. Không có tuyến đường nào có thể tránh được phòng vệ của Nhật tiến thẳng vào cuối trại sao? Trừ khi người của chúng ta đều có thể vượt nóc băng tường. Là sao? Anh nhìn xem, đỉnh núi là nơi sườn dốc, nhìn thì gập ghềnh nhưng cũng không khó leo. Chỉ là đỉnh núi quá cao nên độ khó gia tăng. Chỉ có một người làm được việc này. Ai? Bùi Thế Tông. Anh ta làm được thì tôi cũng làm được. Một người có thể thần không biết quỷ không hay trèo lên núi thì còn có thể, nhưng cả một đội ngũ thì tuyệt đối không thể. Chỉ cần một chút sơ sót thì đã động đến hộ vệ trên đỉnh núi. Còn chưa kịp lên đến nơi đã bị bọn giặc bắn cho chết rồi. Trần Vũ, anh muốn một mình ra trận cũng chỉ có thể vậy. Tôi bắt buộc phải cứu trại chủ Lưu ra trước. Trần Vũ, một mình cậu đi quá nguy hiểm. Tôi đi cùng cậu. Chú không được đi. Nhờ có vấn đề gì thì chú phải ở lại chăm sóc cho Thanh Thanh. Tôi đi cùng anh. Mọi người đều không được đi. Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ cho Hoài Đặc. Nếu không, tất cả kế hoạch chúng ta đều trở thành công cốc. Lão đại à, một mình anh đi không có người chi viện, khác gì tự sát đâu. Lão đại, họ ở lại, tôi đi cùng anh. Có tình hình gì tôi còn có thể hỗ trợ anh rút lui. Đúng vậy, hãy cho Tôn Chấn đi cùng đi. Không cần nói nữa, nghe theo mệnh lệnh. Lão Hổ. Có. Nếu tôi xảy ra vấn đề gì, cậu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề ở đây. Anh yên tâm, tôi biết sẽ làm thế nào. Tôi đi cùng anh. Nào, mọi người cùng hô với tôi khẩu hiệu của Đông Bắc chúng ta. Sốc dậy tinh thần, quyết không khuất phục. Được, được, được. Cúi người, treo lên nào. Treo lên nào. Đứng thẳng, treo lên nào. Treo lên nào. Cúi người, treo lên nào. Treo lên nào. Nguy hiểm quá. Anh thực sự muốn đi sao? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Anh đúng là theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đúng vậy, tôi thừa nhận. Nếu mỗi một người Trung Quốc đều có tinh thần như vậy thì quân Nhật đâu dám xâm chiếm Trung Hoa. Tôi đã nhìn thấy được tinh thần ấy trên người Trần Dũng. Tôi sẽ không để anh ta đi vào chỗ chết. Cho nên anh muốn cùng đi chết sao? Tìm anh có việc gì? Tôi đã nghe nói rồi. Nghe nói gì? Cảm ơn anh. Mạo hiểm tính mạng mình đi cứu cha tôi. Nhưng anh nhất định phải hứa với tôi, hãy chú ý an toàn. Chết rồi muôn việc đều là không. Chỉ buồn không thấy Chính Châu về một mối. Ngày mà quân vua phương Bắc định được Trung Nguyên, lúc nhà cúng đừng quên khấn với cha. Trước khi Lục Du mất,
vẫn luôn tiếc nuối chưa được thấy Trung Quốc thống nhất. Tôi không mong đời này của mình cũng có tiếc nuối như vậy. Cho nên cô hãy yên tâm, tôi sẽ không dễ chết đâu. Có Lâm Phong đi cùng anh rồi, yên tâm đi. Hai chúng ta bắt bình ly biệt nhiều năm, tôi vẫn tưởng rằng đời này hai chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nhưng ông trời đã cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau. Nhưng hai chúng ta vẫn luôn trong tình cảnh sắp ly biệt. Lần này không phải là tôi tiễn anh, thì lần sau cũng có thể là anh tiễn tôi. Không có ly biệt sao có tương phùng. Cao Phi, tan tan hợp hợp vốn dĩ là số trời đã định. Lâm Phong, anh là một người tốt, nhưng anh không phải là một người yêu tốt. Từ xưa đến nay trung hiếu còn chưa thể vẹn toàn. Muốn tôi cùng lúc làm người tốt trong lòng đa số mọi người và là người đàn ông lý tưởng trong lòng ít người thì có hơi khó. Nếu như bắt buộc anh phải chọn thì sao? Chẳng hạn đây là thời thế thái bình, tôi sẽ ích kỷ vì bản thân mình một lần. Nhưng bây giờ tôi cần phải đứng về phía đa số khi cần đưa ra lựa chọn. Tôi hiểu rồi. Đi đây. Quá mức yên bình. Anh nói xem quốc quân nhận được thư của chúng ta sẽ có phản ứng thế nào. Quốc dân đảng không có phản ứng gì, tôi cũng không bất ngờ. Nhưng Lôi Đại Hải và Lưu Thanh Thanh không có bất cứ hành động gì thì đúng là khiến người ta khó hiểu. Yên tâm đi, tôi đã tiến hành hành động bước thứ hai rồi. Đạt được mục đích rồi thì mau chóng trở về. Yukinobu, an toàn quay về, nhanh thôi. Cậu sẽ được về Nhật Bản. Anh à, trại chủ, câu đó không dành cho mày gọi, mày xứng sao? Lão gia, trại chủ Lưu, ngồi tù cũng anh hùng hiên ngang như vậy, đúng là khiến tôi ngưỡng mộ. Mày còn phải ngưỡng mộ nhiều. Tăng Văn Hạo, tao nói mày biết, nô tài đắc ý không dễ gì. Mau mau hưởng thụ cái uy phong này đi. Cẩn thận thì không có cơ hội đấy. Không chừng phải cụp đuôi chạy mất đâu. Thái độ ương ngạnh vậy không phải chuyện gì hay đâu. Nhưng người Trung Quốc các ông có câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hàn Tín năm đó còn chịu được nỗi nhục quỳ gối, sao ông thì không được đây? Chẳng trách núi Tiểu Thanh chẳng có tích sự gì. Tăng Văn Hạo,
Mày tưởng mày mọc được đuôi sẽ thành khỉ sao? Mày mãi mãi không hiểu được văn hóa Trung Quốc của chúng tao, bởi vì mày chỉ là một con chó. Mày nói xem, sao con người lại cúi đầu với chó được? Hơn nữa, mày hãy nhớ lấy, sớm muộn có ngày tao sẽ tự tay chém chết chó Đông Dương như mày. Mong là có ngày đó vậy. Vốn dĩ tôi còn muốn nhờ ông viết một bức thư, nhưng xem ra tôi phải dùng cách của mình rồi. Mở cửa. Mày muốn làm gì? Tăng Văn Hạo, mày cứ nhắm vào tao đi. Tao là chủ nhà, hãy tha cho họ. Này bạn nhỏ, con muốn ăn kẹo không? Mày muốn làm gì? Không được ăn. Hắn là người Nhật, là kẻ thù. Tăng Văn Hạo, tha cho đứa bé. Các người muốn làm gì? Mày muốn làm gì? Tăng Văn Hạo, tao nói với mày biết. Tăng Văn Hạo, tao nói mày biết, mày hãy tha cho họ. Nếu không tao không tha cho mày đâu. Dừng tay lại. Bỏ cô ấy ra. Mày muốn làm gì? Dừng tay lại. Súc sinh. Súc sinh. Ở ngay đây rồi.